Giới thiệu bản thân. Xin chào ông chủ, tôi là Nguyễn Văn Hiền. Năm nay tôi 26 tuổi, tôi đến từ Bắc Giang. Tôi cao 1m65, nặng 59kg. Nhà tôi có 3 chị em, tôi là con thứ 3. Tôi đã kết hôn và có 2 cháu. Kinh nghiệm làm việc từ năm 2017 đến năm 2022, tôi làm máy CNC và làm tổ trưởng sản xuất pin năng lượng mặt trời. Xếp tay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bê bình nước. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng đẩy. 1, 2, 3, 4, 5. Cú chào.